mình sẽ giới thiệu thêm một phần đó là về chữa cười hở lợi cho các bạn trẻ hiện nay khá là quan tâm. Chữa cười hở lợi ngày nay khá là phổ biến khi mà vấn đề thẩm mỹ được trẻ hơn cao và nhu cầu nhiều. Chữa cười hở lợi có nhiều phương pháp như là tiêm trùng mũi hay là khâu cơ hồng môi hay là cắt nút, tùy theo bệnh nhân, tùy theo tình trạng mà đến với em gái sẽ được đánh giá và được tư vấn chính xác mình sẽ làm theo phương pháp nào. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu về phần một phần nhỏ của chữa cười hở lợi, đó là cắt nút. Cắt nút được sẽ được những khách hàng quan tâm khi mà những khách hàng thấy thân nhân mình ngắn cười và chỉ hở một phần ít của lợi thì có thể nghĩ đến và có thể được tư vấn là cắt nút. Về việc cắt nút thì sẽ được hỗ trợ và được làm tại em cắt ngay trên phòng mổ với cả phương pháp đó là có thể gây tê, gây mê và tiền mê. Thì ở những bạn cười hở lợi ít thì phương pháp này rất là hiệu quả. Cắt nút thường được diễn ra ở răng hàm trên. Cắt nút thì nhiều bạn thắc mắc là sẽ cắt bao nhiêu răng và cắt như thế nào, thì cắt sẽ được chia tỷ lệ với chiều dài và chiều ngang của thân răng, số răng, kích thước và khoảng cách cắt nút được lựa chọn dựa trên nụ cười của các bạn. Khi các bạn tư vấn và được tham khảo thì sẽ tư vấn để đưa ra một kết quả phù hợp nhất cho từng bạn. Thường thì các bạn thắc mắc số răng thì số răng phụ thuộc theo nụ cười, nó theo từng bạn, từng cá nhân, chứ không phải là một bạn nào cũng sẽ có một cái cắt nút giống nhau. Quá trình cắt nút thì diễn ra trong vòng khoảng từ 1 đến 2 tiếng và hoàn toàn được gây tê, hoàn toàn không đau. Lành thương mô nút khá là tốt nếu được vệ sinh và giữ đúng cách. Thời gian lành thương có thể từ khoảng 1 cho tới 2 tuần. Thời gian cắt trị khoảng tầm 10 ngày, 7 đến 10 ngày các bạn có thể cắt trị được. Sau khi điều trị cười hở lợi thì các bạn có thể trở về công việc và sinh hoạt hàng ngày nhanh gọn, không có phải mất quá nhiều sức khỏe hay là mất quá nhiều thời gian của các bạn. Là sau khi cắt thì bạn sẽ được tái khám và đánh giá lại tuần, hàng tháng để coi sự tái bắp dính của nút. Khi đó khi mà đạt được yêu cầu sẽ tiếp tục làm những cái phần thẩm phục vụ cho những ý định và nhu cầu của các bạn đã đặt ra trước đó. Phần cắt nút chỉ là một phần của việc làm đẹp, phục vụ cho cười hở lợi hay là làm nhân sứ. Ở em cắt, sự đặc biệt thể hiện rõ là vì các bạn sẽ được hình dung và được mô phỏng nụ cười và cái đường nú của mình sau khi cắt. Vì ở em cắt sử dụng hệ thống quét trong miệng và phần mềm để hỗ trợ thiết kế nụ cười. Về phần máy quét trong miệng thì em cắt sử dụng máy quét G-Shape giúp hỗ trợ để các bạn có cái nhìn tổng thể trước và sau. Là nếu cần thiết, hệ thống máy quét trong miệng có thể sẽ làm một máng cắt nút dựa trên sự đo đạc chính xác của máy tính và hệ thống phần mềm, không dựa trên sự cảm tính hay là một thói quen hay một kỹ năng của người bác sĩ. Tất cả sẽ được đo đạc và thể hiện rõ qua hệ thống phần mềm. Từ đó sẽ đưa ra một hệ thống máng cho từng khách hàng riêng biệt. Từ đó sẽ đưa ra sự chính xác tuyệt đối và cao nhất, tương ứng như những gì bạn đã thấy trên thiết kế nụ cười.